Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong thời lượng của kênh Thời sự TV. Quân đội Ukraine lợi dụng tình hình Kazakhstan để tấn công Donetsk từ 3 hướng. Cố gắng tận dụng tình hình Kazakhstan đang bất ổn, quân đội Ukraine đã bất ngờ tung đòn tấn công Donetsk một cách rất mạnh mẽ. Theo nguồn tin từ hiện trường, lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành hoạt động quân sự từ 3 hướng cùng lúc. Tuy nhiên, khá nhiều chuyên gia phân tích cho rằng cuộc tấn công vào ban đêm của lực lượng vũ trang Ukraine chỉ là nỗ lực thăm dò khả năng phòng thủ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Được biết, quân đội Ukraine đang nỗ lực chiếm toàn bộ Donetsk hoặc kiểm soát một phần lãnh thổ của DPR. Họ tiến hành nhiều trận pháo kích vào nước Cộng hòa tự xưng, cũng như gửi nhiều nhóm trinh sát và biệt kích xâm nhập nhằm gây bất ổn từ bên trong. Theo nguồn tin của Nga cho biết, lực lượng vũ trang Ukraine đang pháo kích vào cả 3 chiến tuyến gần Donetsk, Tây, Bắc, Nam. Vũ khí cỡ nòng lớn được sử dụng. Tình trạng ngừng bắn đang bị thách thức nghiêm trọng. Những ngày Giáng sinh tương đối yên tĩnh đã qua và quân đội Ukraine bắt đầu khai hỏa. Các vị trí của ly khai trên hướng Yashinovsky đã bị bắn bằng súng phóng lựu. Ngoài ra, lực lượng vũ trang Ukraine cũng đang chuẩn bị tung các nhóm phá hoại. Phía dân quân đã có phản ứng kịp thời và cơ bản họ đang kiểm soát tốt tình hình, cả trong việc ngăn chặn những nhóm biệt kích Ukraine cũng như giáng trả hỏa lực đối phương, tờ báo của Nga cho biết. Hiện tại, lực lượng vũ trang Ukraine rõ ràng đang cố gắng tận dụng sự phân tâm của Nga tại Kazakhstan. Tuy nhiên, bất chấp điều này, dân quân DPR vẫn tiếp tục đẩy lùi thành công hoạt động quân sự từ phía đối phương. Trong diễn biến khác, xuất hiện cảnh báo bất kỳ nỗ lực nào của Kyiv nhằm mở ra một cuộc chiến tổng lực ở Donbass sẽ dẫn đến việc Nga sẵn sàng tấn công Ukraine và ít nhất từ 7 hướng khác nhau mà không tính đến khả năng của hạm đội Biển Đen và lực lượng hàng không vũ trụ. Chúng ta đang nói về hơn 100.000 binh sĩ Nga hiện đang đóng quân gần biên giới Ukraine. Họ sẽ đẩy lùi các cuộc tấn công của quân đội Ukraine nhằm vào công dân Nga sống trên lãnh thổ Donbass. Nguồn tin của Mỹ bình luận, việc Nga tăng cường quân đội tới gần biên giới với Ukraine đã làm dấy lên lo ngại từ nhiều quan chức phương Tây và Ukraine, rằng Điện Kremlin có thể đang chuẩn bị cho hành động quân sự quy mô lớn. Theo cơ quan tình báo Mỹ, Điện Kremlin có kế hoạch tiến hành một chiến dịch quân sự với sự tham gia của 175.000 quân, nhiều khả năng sẽ bắt đầu trong những tuần tới. Về phần mình, Nga phủ nhận mọi cáo buộc về việc có ý định tiến quân vào Ukraine. Tuy nhiên, trong trường hợp Kyiv tấn công Donbass, mọi biện pháp vẫn được thực hiện để bảo vệ công dân Nga sống tại đây. Thưa quý vị và các bạn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vương Đức Hải, Nguyễn Thị Diễn về tội mua bán trái phép hóa đơn, quy định tại khoản 2 điều 203 Bộ Luật Hình sự. Theo cơ quan chức năng, năm 2018, Hải lúc này đang là cán bộ đội thuế, chi cục thuế Lộc Hà, đã nhờ Phạm Thị Thúy Chi, trú tại phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, lập khống công ty cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ Tiến Phúc. Công an xác định công ty này không hoạt động sản xuất, mua bán hàng hóa, không có ban lãnh đạo điều hành, không có nhân viên làm việc, nhưng Hải vẫn liên hệ, in ấn 250 hóa đơn giá trị gia tăng và kê khai phát hành hóa đơn của công ty tại chi cục thuế Lộc Hà. Hải sau đó thuê Nguyễn Thị Diễn làm kế toán để thực hiện bán hóa đơn giá trị gia tăng của công ty Tiến Phúc cho các cá nhân tổ chức trên địa bàn của tỉnh Hà Tĩnh. Tại cơ quan điều tra, Hải khai từ tháng 7 năm 2018 cho đến tháng 12 năm 2018, anh ta cùng Diễn đã bán 226 hóa đơn giá trị gia tăng của công ty Tiến Phúc với tổng trị giá khoảng 9,2 tỷ đồng, thu lợi gần 1 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Bộ Y tế, tại Hà Nội đang có 408 bệnh nhân nặng, nguy kịch, tăng gần 14% so với trung bình của 7 ngày trước. Và đến hết ngày hôm qua, mùng 8 tháng 1, Hà Nội tiếp tục thiết lập số ca mắc cao trong ngày với 2.791 ca F0. Tại Bệnh viện điều trị người bệnh điều trị COVID-19 thuộc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, hầu hết các bệnh nhân nặng nguy kịch, tiên lượng tử vong đều là người cao tuổi, nhiều bệnh nền, chưa tiêm hoặc mới tiêm một mũi vaccine, nhập viện khi đã suy hô hấp nặng. Từ đầu tháng 1, Bệnh viện nhiệt đới Trung ương đã hoàn thành việc chuyển đổi công năng hoàn toàn sang Trung tâm Hồi sức tích cực điều trị COVID-19, quy mô 500 giường dành cho bệnh nhân nặng, nguy kịch. Hiện mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận 20 đến 30 bệnh nhân nặng. Theo các chuyên gia, hiện nên tập trung vào điều trị các ca nặng nguy kịch và cần phải phát hiện sớm cho nhập viện những bệnh nhân nguy cơ để điều trị. Có như vậy mới được giảm ca chuyển bệnh nặng để giảm tỷ lệ tử vong. Trước những diễn biến mới của dịch COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa thông báo gửi trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận huyện cùng hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên về việc thay đổi hình thức học tập tại 4 quận huyện trên địa bàn từ ngày 10 tháng 1. Theo đó, Hà Nội có 3 quận huyện đã chuyển từ vùng cam xuống vùng vàng là các quận Hai Bà Trưng, Tây Hồ và Thanh Trì. Riêng quận Cầu Giấy chuyển từ vùng vàng thành vùng cam. Như vậy, từ ngày 10 tháng 1, học sinh lớp 12 quận Cầu Giấy chuyển học trực tiếp hoàn toàn. Học sinh lớp 12 tại trường có mức độ dịch ở cấp 1, 2 thuộc quận Hai Bà Trưng, Tây Hồ được đến trường theo kế hoạch. Còn huyện Thanh Trì, học sinh lớp 9 và lớp 12 tại trường thuộc xã, phường, vùng xanh, vùng vàng được phép trở lại lớp. Ngoài ra, đối với các địa bàn xã, phường, thị trấn, mức độ dịch cấp độ 1, cấp độ 2 thì cho học sinh khối 12 trở lại học tập trực tiếp theo kế hoạch. Còn đối với 18 huyện, thị xã, vùng xanh, vàng, học sinh lớp 9 tiếp tục đến trường học trực tiếp. Thực hiện kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Khánh Hòa đã ra quân tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhằm đảm bảo thị trường hàng hóa ổn định, chất lượng phục vụ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân trong dịp Tết. Phóng sự sau đây được ghi hình tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Nhiều ngày qua, đội quản lý thị trường số 1 phụ trách địa bàn thành phố Nha Trang đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh, mua bán các mặt hàng thiết yếu, thường được tiêu dùng nhiều trong dịp Tết như bánh kẹo, mứt hóa mỹ phẩm, gia vị, thực phẩm chức năng. Ngoài ra, trong đợt cao điểm này, các mặt hàng như bia, rượu, thuốc lá và trang thiết bị y tế trong công tác phòng chống dịch cũng được chú trọng kiểm tra. Những nhóm mặt hàng này, nhất là hàng ngoại nhập, trong dịp Tết Nguyên đán thường xảy ra các hành vi gian lận, vi phạm các quy định pháp luật về kinh doanh thương mại, chống buôn lậu. Tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn pháp luật cho các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Qua đó thì giúp cho các cơ sở nhận thức có ý thức về công tác chấp hành pháp luật và hạn chế sai phạm. Cái thứ ba là góp phần ổn định thị trường, thúc đẩy hàng hóa lưu thông thông suốt và đảm bảo cái quyền về lợi ích cho người, cho tổ chức cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng. Trong cái đợt kiểm tra vừa rồi á, thì mấy anh có kiểm tra về những hàng hóa có đầy đủ hết, và bên cạnh đó thì cũng có ý là có những cái tem phụ trên sản phẩm á, thì bên em ghi nhận và sẽ sửa chữa cái vấn đề đó để cho đảm bảo được cái thông tin tới người tiêu dùng. Trong năm 2021, đội quản lý thị trường số 1 đã kiểm tra tổng cộng gần 300 cơ sở kinh doanh, qua đó phát hiện xử lý 48 trường hợp vi phạm, xử phạt tiền, thu nộp ngân sách nhà nước gần 300 triệu đồng. Đồng thời tịch thu, buộc tiêu hủy hàng nhập lậu trị giá trên 500 triệu đồng. Riêng trong đợt cao điểm Tết, đội quản lý thị trường số 1 đã tổ chức kiểm tra 30 cơ sở, trong đó kiểm tra theo kế hoạch Tết 13 đơn vị và kiểm tra chống buôn lậu 17 đơn vị. Kiểm tra thì khi mà phát hiện xử lý đã xử lý là 22 cơ sở vi phạm, thì trong đó có 2 cơ sở kinh doanh hàng hóa nhập lậu và 15 cơ sở buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu, mà đây là mặt hàng nhà nước cấm kinh doanh. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, năm 2021, hoạt động thương mại chịu tác động nặng nề, nhiều cửa hàng, cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ gặp nhiều khó khăn, hoạt động cầm chừng, sức múa thấp, một số phải tạm thời đóng cửa hoặc nghỉ hẳn. So sánh với các đợt cao điểm của những năm trước, đợt này, số cơ sở kinh doanh vi phạm pháp luật về hoạt động thương mại còn nhiều, chiếm tỷ lệ hơn 70% trên số vụ kiểm tra. Nhưng chủ yếu là các cơ sở kinh doanh có quy mô nhỏ lẻ. Đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả tại tỉnh Khánh Hòa tiếp tục được triển khai đến trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.